cho các bạn. Giờ mình sắp cộng bằng máy mini mọi người. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là mình sắp cộng bằng máy mini, máy nhỏ rồi.
giờ mình xắt gạo xong rồi mọi người ạ. Xem đây, gạo trắng đẹp luôn. Xô đây mọi người. Đó, một bao gạo 45kg được bằng này này, được gần 2 xô luôn. Không có mất gì hết nha, không có cháu mọi người nha. Cháu thành cam, cam thành cháu luôn. Nhà sẽ gỡ cho các bạn xem ở trong bao này nha mọi người. Trong bao này là cám nha mọi người nha. Đấy, cái máy của mình sắt ra không có cháu đâu mọi người ơi. Cháu nó thành cám luôn. Này nhìn này, cám nó nghịt luôn mà. Đấy, cám này là cho heo ăn luôn này. Đấy, nuôi heo đúng bài luôn này, nhìn này. Heo ăn là đúng ý bài luôn ấy. Một bao lúa mà cám gần một bao luôn này. Cái này hơn chục ký ấy, nhìn nó nặng lắm. Đấy, một bao lúa có 45kg mà gạo 2 xô này. Một xô này 19kg, còn xô này có khoảng 17-18 gì đó. Thấy chưa, nó quá lợi luôn. Trời thì sắp mưa nữa. Mưa nhẹ nhẹ này, không phải là sắp mưa, mưa nhẹ. Đấy, giờ nãy giờ là nếu mà không có máy nhà mình không biết đi sắt ở đâu này. Đấy, sáng sớm hôm 6 giờ, bây giờ có 6 giờ kém nha mọi người nha. Đây họ đang chạy xe đó. Mình vừa đi cạo về là mình sắt gạo trong nhà luôn, cho nên rất là lợi luôn. Nếu anh em nào thích yêu cầu thì đặt hàng, mình đặt chùm cho. Bữa này hình như có 6 triệu mới một cái máy thôi. Thì mình mua cách đây 3 năm 8 triệu cho mọi người. Bữa này còn 6 triệu mới thôi. Anh em cứ vào mạng là biết, xem trên mạng đấy. Rất rẻ, bữa này nó rẻ lắm. Anh em cứ đặt đi, lợi mà không hao điện đâu. Điện hai pha nó cũng được. Mình đặt cái này rất là lợi luôn. Giờ thì sáng sớm mà không biết đi sắt ở đâu. Lúc hết gạo thì nó rất là khó này. Lại trời mưa là mình phải chờ đi chờ lại. Giờ thì có cái máy mini này là rất là tiện lợi. Ở trong nhà mình luôn, mình sắt luôn. Đấy, gạo trắng trèo luôn. Sạch sẽ. Chào tạm biệt các bạn nha.